Dạ, thầy con muốn hỏi thầy để con sửa tính tình của con. Tại vì sao con rất là dễ nóng giận ạ? Nhưng mà phản ứng ra ngoài thì con sẽ không phản ứng. Nhưng mà con sẽ ghim vào trong đây. Kim. Và con chưa giải quyết nó một cách ổn thỏa. Một ngày không? Dạ. Qua một ngày bỏ được chưa? Dạ chưa. Chưa, qua một đêm là chưa bỏ được. Ví dụ như ngủ xa, ví dụ như hồi sáng họ nói sau 5 tiếng tới trưa chưa quen được, tới chiều 12 tiếng chưa quen được, ngủ một giấc bỏ được không? Dạ cũng được, nhưng mà dạ cũng được, nhưng mà khi gặp lại trường hợp như vậy thì Dũng chưa hóa giải được. Ok. Dạ. Ok. Ai dưới này mà có cái sân đâu? Giơ tay thầy coi. Ủa? Ủa sao kỳ vậy? Giơ tay cao lên coi. Ai dưới này có cái sân đâu? Ủa? Hơi bị lạ à nha. Tao đưa cái sân cho thầy coi. Bây giờ ở đâu có đâu đây? Bây giờ đâu có? Sao giơ tay hết trơn vậy? Nó có khi mà bực thôi mà. Phải không? Thực ra bây giờ ở đâu có đâu. Thấy không đó? Mình muốn sở hữu những cái thứ mà không phải của mình nữa chưa? Từ đâu? Bây giờ chẳng hạn như là thầy hỏi nè, trong tiền mọi người có túi không? Trong túi mọi người có tiền không? Thì ví dụ như có thì mình nói có đúng không? Không nói không. Mà rõ ràng là nếu có thì mình mới giơ tay. Tại vì thầy hỏi đang có cái sân không có giơ tay là đồng nào không ai sân hết trơn. Mình lầm tưởng là cái sân là tiền của mình, là sở hữu mà xưa nay mình có. Không có. Nó mà nó có đừng hòng mà mình tu được. Nó không có thật. Nè, bóng tối mà có thật đừng hòng mà ánh sáng nó có thể sáng ở đây. Vấn đề của mình không phải là đi bỏ cái mà mình không có. Mình có sao mình bỏ? Bây giờ thì nói bỏ cái sân đi, sao bỏ? Có đâu đây mà bỏ. Bây giờ mình chạy dưới đường đây nè, mình tránh xe. Chứ nếu như mà nó không có xe sao mình tránh? Mình cứ chạy dù dù chứ. Nó cũng giống như vậy, là sao mình tránh cái sân? Nếu như mình không có thì sao mình bỏ cái thứ mà nó có lúc này? Cho nên vấn đề là không phải bỏ, không phải tránh gì hết. Vấn đề là đừng có tạo cái sân nó nổi lên. Nhưng mà nói vậy đó, bữa nay người ta nói mình một câu để cho mình biết mình còn là kẻ phàm phu tục tử. Ok, để chi vậy? Để cho mình phân biệt được là mình là thánh hay phàm. Nhờ ai? Mình biết chứ. Nhưng mà nhiều lúc mình cũng lầm tưởng là mình thánh nhiều lắm đó. Bởi vì mình không có thích cho người ta tham lên, mình không thích cho người ta sân lên, mình không thích người ta xấu. Thử ra đường đi, thấy một người khác làm gì xấu mình trèo không? Trèo liền. Mình lên trên mạng mà mình thấy một người lớn mà hiếp một đứa nhỏ, mình viết, mình gửi ra, mình khen chê rầm rộ liền. Giống như thể là mình tốt. Thấy không? Một người, một phụ nữ đi ngoại tình, bị dân làng bắt, dẫn tới Chúa Giê-xu, nói lại trừng phạt người này với cái luật mà đã đặt ra. Người ta nghĩ Chúa Giê-xu là cái người đại diện cho đạo đức, sẽ trừng trị thích đáng, chổi trứng gà thúi cho mặt bà. Chúa Giê-xu phát hết trứng ra, ai mà không phạm lỗi từ nhỏ đến lớn hãy chổi, rồi bỏ trứng xuống đi hết. Vậy đó. Nhưng mà hàng ngày á, mình thấy trên đài, trên báo chí nó có việc xấu nó bung ra nha, mình viết, mình chổi, mình chổi trứng gà thúi mỗi ngày, mình comment ha, mình comment càng mạnh để chi vậy? Để thể hiện mình càng là người tốt.
phải không? Có hàng ngày luôn á. Thì mình thấy ngoài đường cũng vậy, mình thấy trên mạng cũng vậy, mình thấy tất tần tật. Khoan đã, tất tần tật những thứ đó nó nói gì? Nó nói là này, nó là mình. Cho nên cái người bên ngoài kia đó, họ giúp cho mình thấy được mình đó. Đó là cái thứ nhất. Bởi vì mình dũng công tu hành thì mình mới biết họ là Phật, giúp cho mình biết là con người mình còn sân. Còn nếu mình không dũng công tu hành, đừng hòng mà mình có thể giải quyết được cái vấn đề sân của mình. Mình tránh chỗ này, tránh chỗ dừa, gặp chỗ dừa. Ok. Cái mục đích cuộc đời này tới đây, ta coi cuộc đời này là một cái hòn đá nền tảng, một bước chân nền tảng. Để chi vậy? Để ta bước lên một cái bước tỉnh thức tâm linh, chứ ta không có mục đích hóa cuộc đời này. Cho nên cái cuộc đời này là cái nền tảng để cho ta tu tập á. Thì khi mà ta có một mớ, ta hãy xài một mớ cho cái việc tâm linh ta lên. Khi mà ta không có một mớ, ta xài một ít cho cái việc tâm linh ta lên. Khi mà ta thành công thì ta xài cái thành công cho cái việc tâm linh ta lên. Khi mà ta thất bại, ta cũng có thể dùng cái thất bại cho tâm linh ta lên. Bởi vì cái vấn đề của ta là tâm linh cho ta lên, chứ không phải là vấn đề cuộc sống này. Cuộc sống này. Okay. Chứ mình tới đây mình làm gì? Mình tới mình làm gì đây? Mình tới mình làm gì đây cuộc đời này? Đó, cho nên thứ nhất là họ là Phật để cho mình biết mình là phàm. Họ cũng còn phàm mà sao thầy nói họ Phật? Có nghĩa là họ là cái biểu tượng để cho mình quay về và mình thấy được mình. Cái gì mà nó làm cho mình thấy mình, cái đó là Phật của mình. Thầy có mấy đứa đệ tử, một hai đứa vậy, khổ với nó lắm. Nhưng mà nếu mà thầy khổ với nó mà thầy nghĩ nó là ma của thầy, là thầy tự động rước phiền não vô trong mình. Tại sao mình không coi cái thứ ma đó là Phật để cho mình làm Phật cho má? Tại sao mà Phật là Phật với đề bà đặt đá là người luôn phá rối mình? Ai nhà thì còn là hai anh em thái tử phá rối nhau rồi nha. Lúc nào thì bà đặt đá cũng muốn hơn thái tử hết trơn á, nhưng mà đâu có hơn được. Giành vợ mà vợ đẹp cũng thua, giành gia du đà la đó cuối cùng thua, đi đấu vật, đi đấu kiếm thua. Thua một lần nha, chứ mà thua năm mấy lần là xấu hổ lắm á. Cho nên nó hầm hầm ở trong người á. Ok, đời thua phải không? Bây giờ em đi tu, em là giáo chủ, vô trong đạo ta sẽ cố gắng hơn em. Nó có cái đó. Vô trong đạo rồi vẫn phá Đức Phật như thường. Tại sao Phật làm Phật? Bởi vì không một lúc nào mà Đề Bà Đạt Đa đối xử một cách tàn bạo, hận thù và cố tạo ra đau khổ và tiến tới Đức Phật, mà Đức Phật không dùng lòng từ bi mà hóa giải hết. Đó. Vậy nhờ ma vương mà ta làm Phật. Càng ma vương thì bản lĩnh càng Phật của ta càng cao, phải không? Tại sao có một vị Phật vĩ đại như vậy? Bởi vì ngày ở thế gian này, nếu mà xung quanh Đức Phật không có một Đề Bà Đạt Đa nha, thì mình nói có gì đâu, vì Phật cũng thường thôi, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu ví thử đường đời này bằng thẳng cả thì anh hùng hào kiệt không có ai. Đó, cho nên thứ nhất, cái người mà làm cho mình bực đó, Đề Bà Đạt Đa của mình đấy. Phật cũng có một người và mình cũng có một người. Ok. Và cái người đó là ai? Có thể người thương mình đấy, đồng nghiệp mình đấy, người có cộng nghiệp của chúng ta đấy. Và Phật ứng xử với Đề Bà Đạt Đa thế nào? Hãy học cách của Ngài mà ứng xử. Với mình là Phật tử. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là cái tâm sân á, là cái bóng tối, là cái thứ không có thật. Mà nếu có thật là mình không có thể tu được. Mình lúc nào nó cũng sân ở trong lòng hết á, là mình không có một cái tâm hành nào khác để mình chiếu tướng hết trơn. Nhưng mà mình luôn có cái chánh niệm liên thức kia, mình chiếu tướng vào nó. Khi mà nó không sân, trong kinh Tứ Niệm Xứ thì con biết không sân, để khi sân thì con biết con sân. Thì con là cái sân hay cái biết? Đó là cái biết. Bởi vì cái lúc sân rồi hết sân thì cái sân hết, nó còn, nó đến nó đi, thì cái biết của mình đâu có hết còn đến đi. Như vậy là không có chuyện hỏi là có sân hay không, đừng sân hay không đừng sân. Đức Phật không có nói. Đức Phật đã từng là một con người nhá. Đức Phật có sân, có bực, có buồn, có giận, có hờn, có ghét, có ganh, có mệt, có mỏi, có cô đơn, có không? Có tất tần tật. Thì Đức Phật không có nói con tu hành theo ta đừng có sân nha, sân là xấu. Đức Phật đâu nói vậy.
Đức Phật nói rất kỹ trong kinh Tứ Niệm Xứ này: khi không sân thì biết không sân, khi sân thì biết sân. Cái biết đó nó làm cho mình hết sân. Vậy Đức Phật từng là con người, Đức Phật có, và chúng ta là con người, cho nên Đức Phật là vị cha già mà hiểu đứa con quá mà. Nếu mà con nó xấu, nếu mà con nó có sân mà nó xấu, chiến đấu với nó. Đừng có chiến đấu với một cái bóng của cây. Cái bóng của cây có thật không? Không. Ta chiến đấu với thứ không có thật là kẻ nào thất bại? Người ngồi múa, múa chập rồi thôi, không có này hết, quên mình à. Cái sân nó không có thật. Cho nên biết, à, Đức Phật không có biểu mình thế này thế kia. Mình có cảm xúc, mình có suy nghĩ, mình được, mình mất, mình vui, mình buồn. Đức Phật chưa giác ngộ có tất tật những thứ đó. Cho nên Đức Phật không có nói mình nên như thế này, không nên như thế kia, không. Đức Phật biết mình có một cái thứ mà Ngài có, đó là cái biết. Và cứ buồn vui như thể mình muốn, nhưng mà làm ơn để cái biết ở phía trước. Okay. Khi không có gì trong lòng, biết không có gì trong lòng. Khi có gì trong lòng, biết có cái gì trong lòng. Khi có thân nó thẳng, biết nó thẳng. Khi có lưng nó cong, biết nó cong. Vấn đề là biết cong thẳng, chứ không phải là cố tình cong hay cố tình thẳng. Có cái biết này, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là nói vậy đó, chứ mà cơn sân á là cái thứ mà mình thực sự tu tập lên đến cõi thứ ba anagami là bất lai, mình mới bỏ được hoàn toàn tham và sân. Tham và sân lên đến cõi thứ ba mình mới bỏ được hoàn toàn tham và sân. Ok, chứ không phải đơn giản đâu. Bây giờ nó không có thật cái này, nhưng mỗi lần nó trào lên thì sao? Bất tận. Chứ không phải nó không có thật mà mình tưởng nó không có thật thiệt, mình tưởng nó mình diệt rồi chưa. Bởi vì hình ảnh cái tôi mình còn, khi cái tôi mình nó còn thì lúc nào nó cũng có một cái lòng tham cho cái tôi đó. Mà cái tham mà được thì nó càng ngày nó càng tham, mà không được thì sao? Nó sân, nó bất mãn. Nội cái mà mình gọi tin, mình gọi điện thoại đây, mình đang nhớ người đó quá, mình muốn nghe họ trả lời là họ cũng nhớ mình. Cái mình hỏi em nhớ anh không, muốn nghe câu gì? Yes, có. Nhớ thương gì mệt quá. Rồi đó, bữa sau mà nghe câu đó nữa là tu danh chia tay. Phải không? Nó đợi cái thứ mà nó muốn nghe, mà nó nghe không được là nó sân. Như vậy là sân là một phiên bản thứ hai của tham. Như vậy ai còn tham? Chắc chắn người đó còn sân. Khi nào hết tham lên đến bất lai. Tại sao gọi là bất lai? Không trở lại đây nữa. Lại đây là lại đâu? Lại cõi tham. Cõi này là ai bất nhiễm bất sanh ta bà. Ai vô đây nếu không phải là giác ngộ tự động vô để chọn lựa thì người đó bị nghiệp đẩy vô. Như vậy bị nghiệp đẩy vô là còn tham, hễ còn tham là còn sân. Hiểu chưa? Cho nên mình thấy vậy đó, chứ mà chẳng hạn như vậy bắt đầu tu nè. À, ta nói mình câu phải không? Mình chưa tu, mình nhớ câu đó. Giống như phim tàu nói sao? Trả thù 10 năm không ngủ. Quân tử mà còn 10 năm mà vẫn gọi là quân tử. Thứ tiểu nhân vậy mà nói quân tử. Chắc có phim tàu thôi. Phải không? Vậy á, nói ai vậy? Nói mình chứ nói ai? Mình không bao giờ quên vô số kiếp trước luôn á. Không có một cái gì mình quên hết. Ok. Cho đến khi nào mình thành Phật, mình thấy tất tần tật. Ngày xưa mình ăn cơm với ai, mình đi vệ sinh chỗ nào, mình biết hết trơn luôn. Thấy Đức Phật kể lại trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự không? Kẻ tất tần tật, đâu có quên đâu. Ok, không có quên. Hay, vào đi con. Chưa xong. Ai có câu hỏi lên ngồi trước nha, để đỡ tốn thời gian. Ở đây mình coi đây á, là cái sân á, nó là cái thứ không có thật. Nó không có thật trong khi nó không có đây nè. Nhưng mà nó vẫn ở đâu đó, bởi vì cái tôi mình nó vẫn còn. Khi mình phá cái thân kiến, mình mới vô sơ quả, cho đến mình lên tam quả là mình mới hết cái sân, bởi vì mình hết hoàn toàn cái tham. Cho nên hàng ngày bây giờ, nếu như mà ai nói mình mà 10 năm mình không quen được, bây giờ mình tu còn 5 năm thôi. À, tu ít nữa còn 2 năm thôi, tu xíu nữa còn 1 năm, xíu nữa còn tháng, xíu nữa còn ngày, xíu nữa còn 8 tiếng. Là có thể xíu nữa qua một đêm, xíu nữa còn 8 tiếng, xíu nữa còn 5 tiếng, 2 tiếng, 20 phút, 2 phút. Chứ còn mà mình nói 2 giây tích tắc là cao thủ á. 2 phút nhiều người làm được,
nói họ một câu, họ nhìn lập tức cái sân, tự động cái sân hết. Tu tức là trước khi chưa tu á, nhớ hoài câu của họ nói. Ví dụ I love you hay I hate you, tôi yêu bạn hay tôi ghét bạn, nhớ hoài hai câu đó, bản chất nó giống nhau. Bây giờ không có nhớ. Nói lúc đó một câu nói rất là xấu, một câu nói rất là đẹp. Cái tai nó chạm cái âm thanh, nó khởi sinh ra một cảm thọ thích hay không thích, ngay lập tức buông cái rẹt và đi. Đó chính là dụng công tu hành. Đừng có để cái suy nghĩ của mình nó quánh giá lên cái ngôn ngữ họ nói. Ai quánh giá lên, ai suy nghĩ trên cái cảm xúc, cái tôi của mình, ủa người này đúng là cái mẫu người mình thích, ước gì mình lấy được anh ta. Cái gì? Cái suy nghĩ. Lấy cái gì? Lấy cái cảm thọ. Cái mình mới thích đó. Nó làm sao vậy? Nó tạo ra cái lòng tham. Ước gì ta có cái ngôi nhà đó, cái chiếc xe đó. Ước gì ta muốn có cái cảm thọ đó lại lần nữa. Khi mà suy nghĩ lên cảm thọ, lập tức nó tạo ra lòng tham. Dừng lại ở cảm thọ thôi, đó chính là dụng công tu hành. Còn không á, làm sao mà bỏ lòng tham? Đừng có tạo ra lòng tham chứ không phải bỏ. Làm sao bỏ cái sân? Đừng có tạo ra cái sân chứ không phải bỏ. Nó đâu có đâu mà bỏ, nó không có thật. Mà để làm như vậy á, thì cái tâm mình hàng ngày phải chánh niệm tỉnh thức. Chứ mà chẳng hạn nha, bây giờ thầy ngồi đây, thầy lấy mấy cục đá, ok, thầy dục lên vậy một cách không có tỉnh thức, ok, không có ý thức đi, ngồi cứ dục như thế này, ngồi dục lên xuống, cái nó rớt xuống đầu thầy, nó kiểu cốc cốc. Thầy không có ý thức là thầy dục cái tay lên mà, thì ngay lập tức thầy nghĩ cái viên đá nó rớt xuống đầu là do ai? Trển, phải không? Trển, trển là ai không biết, chứ mà không phải người này. Khi mà mình làm việc một hành động mà mình không có ý thức trong cái hành động đó, thì mình nghĩ tất tần tật những thứ vậy nó tới với mình đó là từ bên ngoài kia, kiếp trước, nghiệp, chúa hay ai đó. Và khi mà nó làm cho mình theo cái ý mình muốn đó, cái mình tham, cái ôi cuộc đời này là tuyệt vời, ok, vui quá, ở với anh vui, ở với em vui, ở với người này vui, ở với kia vui, vui tức là sao? Nó đến với mình theo kiểu là ngoài mong đợi mà mình thích, mình hạnh phúc. Và ngược lại, cái này tại sao đến với tôi? Ô, tại sao phải là tôi? Mình luôn liên tục hỏi những câu hỏi tại sao khi cái chân mình nó bị gãy. Okay. Nếu mà mình tin Chúa thì mình làm gì có quyền, mình là ai mà mình phán xét là cái này tốt hay cái xấu. Nếu mà mình cho là Chúa làm mọi thứ không, thì tất cả mọi thứ diễn ra như mình là điều Chúa làm hết. Vậy mà mình vẫn nói tại sao cái này lại đến với con. Okay. Mình không chấp nhận bởi vì cái này nó xấu, mọi kia tốt. Như vậy là mình tin nửa vời, mình không tin Chúa gì trơn á. Cũng y chang như vậy, mình tin nhân quả, mình đấu tính. Gãy cái chân một cái, phải không? Bệnh một cái, mình hỏi tại sao? Con mình học mà nó rất điểm, tại sao? Mình luôn liên tục hỏi tại sao. Nếu mà mình tin nhân quả, nhân vậy quả vậy có đầu tại sao. Vậy là thực ra mình không có tin luôn. Ở cho nên hàng ngày cái ý thức của đời sống mình là phải luôn có mặt ở trong cái hành động. Để chi vậy? Để cái hành động đó là cái thứ mà mình chọn. Là cái thứ mà mình chọn á, thì mình không có cái sân ở trong đó. Bởi vì những cái thứ mà nó diễn ra ngoài ý muốn mình đi sân, ngoài ý muốn khi nào? Khi mình không có chọn, khi mình ý thức mà. Khi mình cứ dục cái tay lên, mình cứ lấy một vài hòn bi vàng đá mình dục lên, nhưng mà mình không ý thức, mình đang dục, mình vừa suy nghĩ, cái nó rất đầu mình, cái mình đổ thừa. Cái ông trời kia sao mà tôi ở hiền mà tôi không gặp. Thấy không? Hàng ngày nè, mới sáng sớm thức dậy, ok, cho tới bây giờ tối gần hết một ngày ta không tính lúc ngủ, thì cái thân của mình nè, cái suy nghĩ của mình nè, cái cảm thọ của mình nè, cái năng lượng muốn trong mình, tức là cái năng lượng, tức là cái hành sắc thọ tưởng hành, cái tư, tức là cái năng lượng ở trong con người mình đó, bốn cái đó, ok, nó hoạt động thì cái thân thì có cái thân nghiệp, cái suy nghĩ thì có cái nghiệp của suy nghĩ, cảm xúc thì có cái nghiệp cảm xúc, cái năng lượng có cái nghiệp của năng lượng, ok. Trong bốn nghiệp đó, từ sáng tới giờ, cái độ ý thức của mình trong khi những cái năng lượng đó nó diễn ra bao nhiêu phần trăm? Chẳng hạn như hồi sáng dậy
mình đánh răng, ok. Hồi sáng mình đánh lâu hơn hay là nhanh hơn hôm qua mình biết không? Biết không? Ai ở đây biết? Hồi sáng này mình đánh lâu hơn hay nhanh hơn hôm qua? Nếu mình không biết thì ai biết? Đố ai biết? Và hỏi tại sao mà mình không biết? Bởi vì mình tỉnh dậy mà mình đâu có tỉnh thức được cái mùi hương hoa ở trong miệng mình đâu. Nếu mà mình sensitive enough nha, nếu mà mình có đủ cái tỉnh thức nha, là ui sao hôm nay hôi hơn hôm qua vậy ta, mình không biết nhưng mà người mà kia họ biết đó, phải không? Các cái công ty nó chế tạo ra cái nước hoa đó, mình mua về đó, mình xịt đó, mình nghe rất rõ đó, và người xịt đi ngang của mình nghe rất rõ đấy. Vậy mà sáng sớm vậy cái miệng mình không biết, ok, mình không biết hôm nay nó hôi hơn hôm qua hay không, mình không biết hôm qua mình trước khi ngủ mình súc miệng kỹ gì không, mình ăn cái gì, mình ở ra nó có cảm thọ khác hay không, mình không biết. Tại sao mình đánh răng? Mày ba mẹ mình biểu, bác sĩ biểu. Đánh bao nhiêu phút? 3 phút, ngày nào cũng 3 phút. Tức là sao? Làm như một con robot. Hay con, ta biết á, à, bữa nay cái miệng nó hôi nhiều, ta phải đánh nhiều hơn 3 phút. Ok, kỹ hơn. Trong cái lúc mà mình đánh như vậy, từ cái kẽ răng của mình á, mình đánh rất kỹ, bởi vì mình biết cái miệng này nó hôi. Mình biết chứ này, mình làm cái hành động rất kỹ. Bằng không vừa đánh mà 3 phút là được, ok. Mình làm như con robot. Cái hành động làm của mình đó, đánh răng là thói quen tốt hay xấu? Hả? Ai nói tốt vậy tại? Mình phải vừa như thế này nè, mình đừng có vừa nhầy. Ok. Rồi bây giờ trong tất cả những người mà nói là đánh răng là thói quen tốt đó, có bao giờ mà nó mệt quá cái mình nói thôi bỏ bữa cho nó khỏe, có hoặc là nó mệt quá mà chưa có đánh răng cực chân đá mới đứng dậy đánh răng, có không? Có không? Hay là có khi nào mà nó bệnh quá mà mình không muốn đánh răng, có không? Có. Mình nói nó tốt nhưng mà thật ra nhiều lúc mình không đánh một bữa thấy nó hạnh phúc vô cùng. Vậy là thật ra nó đâu có tốt, nó cũng là một thói quen với buộc mình, có không? Vậy bây giờ ai nói nó không tốt đâu, ai nói nó xấu đâu? Nó nói xấu là trong này có người ở dưa mới dám đưa tay lên đó. Nếu nó không xấu thì tại sao mà hàng ngày mình có cảm giác là đánh răng rồi khỏe? Tức là sao? Chưa đánh răng thấy cái gì đó nó mệt bắt buộc phải làm, có không nè? Có. Như vậy tại sao? Bởi vì mình không có ý thức được cái miệng mình nó hôi như thế nào. Nếu như mà mình ý thức được là mình hôi tự động mình đi tắm à, và mình tắm kỹ nữa là khác. Bữa trước là mình tắm 15 phút, bữa nay nó hôi mình tắm 20 phút. Chứ nhiều người hỏi nhiều người nói tôi này, tôi thấy anh tắm có 10-15 phút vậy, anh ở dưa. Tôi tắm lúc nào cũng 20 phút, 30 phút, mà hình như là lúc nào tôi tắm cũng 30 phút hết trơn. Tôi thấy anh có một cái thứ ở dưa hơn tôi. Vì sao? Anh tắm thành một thói quen. Tôi biết anh kỳ cái gì không biết, nhưng mà tôi biết chắc một điều rằng anh không có ý thức được cái thân của anh hôm nay nó dưa hay nó sạch hơn hôm qua. Bây giờ nếu anh biết nó dưa nó sạch hơn quá thì sao? Hôm nay anh tắm cái thời gian nó sẽ nhiều hơn hay ít hơn. Ok. Rồi, chứ hạn như mình ăn cơm đi, mình nghe là phải nhai một lần ít nhất 50 lần. Bộ lúc nào một muỗng cơm nó cũng giống nhau à. Nhiều khi nó ít cơm hơn, nhiều khi nó nhiều cơm hơn, nhiều khi cái rau nó dai hơn, nhiều khi cái muỗng ăn nó mềm hơn. Như vậy là tùy vào cái thức ăn mà mình coi nó nhiều hay ít nè. Tùy vào cái loại thức ăn mà mình bỏ vô miệng mà mình nhai mà mình biết nó nát hay chưa. Chứ đâu phải lúc nào ăn là phải nhai 50 lần mới tốt, là làm thành một con robot. Thấy không? Như vậy cái hành động hàng ngày của mình ý thức nó thì nó đẹp. Mình không ý thức nó
dù đó là một thói quen nó vẫn xấu như thường. Nếu đó là dù đó là thói quen tốt, tất tần tật thói quen đời này là xấu. Bởi vì thói quen tức là hành xử như một con robot, mà một con robot thì đâu có năng lượng sống. Con robot đó là một sạch chết. À hồi nãy là do cầu thang, con bé questioner ở đây nó mất rồi. À bé học lớp của mình đây nói thầy đi tìm cái bàn này nè, tìm không ra. Cái nó, bé em nói ở phía sau mà cái chỗ đánh chuông á, sao không biết, con là người hay đi thỉnh chuông, con thỉnh hoài. Bữa nay con thỉnh được rồi, hay, cảm thấy ok, con thấy thuần thục. Thầy mới nói con càng thuần thục con càng dở. Ta đánh đến một cái độ nào đó rồi, ta vừa đánh ta vừa suy nghĩ luôn, vẫn được. Đúng không? Một đứa bé mới tập rửa chén đi, nó sẽ rửa rất kỹ càng. Con không biết rửa chén mẹ, bà mẹ đừng có sợ, cho nó rửa đi. Và hãy xem nó rửa chén rất đẹp, rất kỹ, rất nhẹ. Có thể lâu lâu nó làm cái sống, không sao. Nhưng mà nó không có bao giống như bà mẹ đâu nha. Không có bao giờ mà bẻ một cái gì mà mẹ mà la mắng liền đâu nha. Nếu như mà hai cha con đang ngồi trên nhà trên, ok, ở dưới bà mấy dưới mà có một người mà rửa chén mà làm có bùm một cái mà không có tiếng la mắng nào hết, là đứa con nó biết à ba mẹ rửa chén. Vì sao? Vì chén bể mà không ai chửi. Như vậy là hàng ngày vấn đề là mình không có hỏi đến cái chuyện tham sân. Vấn đề là đừng có tạo ra nó. Mà đừng có tạo ra nó là cái tâm mình phải luôn chánh niệm trong từng cái động, cái tịnh, cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi của mình. Mới sáng thức dậy, ý thức cơ thể mình. Mình ngủ hôm qua mấy tư thế, sáng sớm mới thức dậy mình nằm trong tư thế nào, trái hay phải, úp hay ngửa, cái tay mình để đâu, cái đầu mình nghiêng ở đâu, đó là cái thân xác. Còn cái tâm mình hồi tối ngủ ngon không, cảm thấy nó nhẹ, nó khỏe sáng vậy không? À mà hồi không? Biết chứ. Mình không biết cho ai biết. Rồi cái suy nghĩ đầu tiên là gì? Biết không? Mình không biết cho ai biết. Bạn không biết tất tần tật những thứ đó, cái mình lên lên mạng mình coi, sáng sớm dậy bạn phải làm 3 điều sau đây, điều này làm 5 phút, điều kia làm 5 phút, yoga thế này, yoga thế kia. Anh để cái đời sống của anh thành một con robot cho người ta cài đặt bộ máy của họ vào rồi. Ok không nè? Và anh làm hoài cái anh cảm thấy bực bội hay anh cảm thấy đau khổ hạnh gì đó, cái bắt đầu anh lên chùa anh hỏi thiền là thế nào. Nó không có thiền gì chứ á. Trong mỗi cái đời sống hàng ngày, chỉ có loài người mới có cái khả năng đó, ý thức được cái hành động của mình, ý thức được cái suy nghĩ của mình, ý thức được cảm thọ của mình, ý thức được cái dòng năng lượng trong mình đang khỏe hay không khỏe. Ai? Mình chứ ai. Nghiệp tức là hành động. Hành động tức là từ sáng giờ thân của mình nè, ok, suy nghĩ của mình nè, cảm thọ của mình nè, năng lượng trong người mình nè, ok. Mình có khả năng sử dụng bốn cái đó theo ý mình muốn một cách tỉnh thức thì mình tạo nghiệp giải thoát giác ngộ. Còn nó sử dụng mình thì nó tạo nghiệp ràng buộc và đau khổ. Nó sử dụng mình là sao? Tức là dậy đánh răng mà không biết mình đánh răng, đánh mà vừa đánh, mà vừa đánh mà vừa suy nghĩ, vừa đánh mà trong đầu nó cũng đánh, hai đứa nó cùng đánh. Ok. Và nó không biết là, cho nên á, ai mà có một hàm răng trắng sạch đẹp thì thường á, nếu mà không phải chăm sóc kỹ bằng cái tỉnh thức, nếu không phải là trời cho hàm răng như vậy thì thường là một cái đời sống tỉnh thức đánh kỹ, chà kỹ. Bạn không sao, cái răng nó sẽ đau. Để chi vậy? Để nói cho mình biết à anh có răng như anh. Thấy vũ trụ này nó vận hành bằng cả tình thương. Để chi gì á? Để cho mình biết là mình có cái thứ đó mà mình xưa nay không biết. Nó vận hành theo kiểu là nó tạo ra một cơ hội mất để cho mình biết là mình có nó. Ok. Nên đời sống hàng ngày của mình á, ăn bữa cơm biết trong này nè, ăn mấy món, okay. Món nó cay mặn nồng thế nào, okay. Hôm nay ăn mấy chén cơm, hôm nay mình nhai mình ngồi nửa tiếng hay một tiếng, okay. Mình ăn xong cái bụng mình thấy nó khỏe, nó nhẹ, nó no nhiều hay no ít. Mình ăn xong 2 tiếng rưỡi 3 tiếng mình đi vệ sinh chưa. Nếu mà 5-7 tiếng vẫn chưa đi, thức ăn này coi chừng trục trặc, ok.
cái. Một bữa ăn, một bữa đánh răng, đánh răng hôm nay đánh nhiều hơn hôm qua hay không? Chà bên này nhiều 10 cái mà mấy cái chà 8 cái lượt bụi chà qua bên này. Có như vậy không? Mình biết chứ ai biết. Trong khi mình đánh răng như vậy mình có suy nghĩ gì không? Mình nếu mình rửa cái tay suy nghĩ gì không? Sáng sớm ra nhìn mắt nhắm mắt mở mà cầm cái điện thoại ra nhìn, nhìn cái gì? Cái tâm mình nó đang để cái gì? À, vợ, người yêu. Mắt sớm sớm vậy, mắt nhắm mắt mở mà hay. Nó đợi chờ một cái gì? Ở trong có một cái gì? Ở bên ngoài kia, chứ trong tâm nó không biết. Cho nên á, tỉnh thức, chánh niệm, không còn con đường nào khác. Ai muốn tu thiệt phải đi qua con đường chánh niệm, vậy thôi. Một cái con đường đó đó, để cái chân ra biết, thu cái chân lại biết, mở cái miệng ra biết, nói biết, nín biết, ăn biết, nhai biết, mấy cái đưa vào cái mình nghe cái mùi liền, đưa cái vào cái môi nó có cảm thọ liền, đưa cái răng nó có cảm thọ liền, đụng cái lưỡi nó có cảm thọ liền. Mỗi cảm thọ có thể cái độ mạnh độ nhẹ nó khác nhau à. Mình biết chứ ai biết. Khi mà mình lấy cái đời sống hàng ngày mà mình nuôi lớn cái biết của mình á, là mình đệ tử của Đức Thế Tôn. Còn mình tu cái gì không biết, mà cái xưng mình là đệ tử của Ngài, nhưng mà hàng ngày mình vẫn đau khổ, là bởi vì mình không sử dụng cái mà Ngài biểu mình sử dụng, đó là cái biết. Ok không? Bây giờ mà hỏi nè, mình muốn đau khổ hay hạnh phúc cho người ngoài kia? Có thể là còn có thể nói chuyện đấy, chưa biết. Nhưng mà mình muốn đau khổ hay hạnh phúc cho cái này, mình chọn cái nào? Hạnh phúc. Không có bao giờ muốn cái này đau khổ đâu. Nhưng mà khi cái này mà nó làm việc, nó làm cho cái thằng này đau khổ, khi mà thân này, tâm này, cảm thọ này, năng lượng này mà làm cho thằng này đau khổ, đố có ai mà cứu này được. Okay. Nhưng mà khi cái thân này, cái tâm này, nó làm cho thằng này trầm cảm, nó đủ làm cho thằng này khổ, thì mình cũng biết là nó có khả năng đủ làm cho thằng này giải thoát và hạnh phúc. Mình chọn cái nào? Mình có thể làm mình trầm cảm đó nha. Mình có thể làm cho mình tự tử mà. Mình có thể làm cho mình rất khổ, tức là mình có năng lượng rất lớn, mình có khả năng làm cho mình giải thoát. Hãy chọn lựa. Vậy mình biết, nếu mình có khả năng làm cho cái thân của mình á theo ý của mình 100%, thì tương lai của mình á, nó bắt đầu ở trong lòng tay của mình 20% là đã. Khi mình có khả năng làm cho cái tâm của mình theo ý mình muốn, là tương lai của mình nó bắt đầu lên khoảng 50% rồi đó. Khi mà cái năng lượng, cái cảm thọ trong mọi người mình nó bắt đầu theo ý mình, là bắt đầu 100% tương lai là ở trong tay mình. Bằng không, mình sinh ra thế gian này mình đau khổ rồi. Mà mình muốn hết khổ thì mình đã thành người mê và người say. Người mê không biết buồn, người say không biết nhớ. Cho nên ta phải tìm cách nào đó để cho tụi nó thành mê và say. Có nhiều cách. Đó là ta đi ngủ, ta đi ăn, ta đi chơi. Nó làm cho ta trở thành mê và say, để ta không còn buồn và khổ. Nhưng rồi trải tất cả những thứ đó, ta vẫn còn mê và vẫn còn say. Ta vẫn còn buồn, vẫn còn khổ. Cho nên ta trải hết mà ta chưa thấy cái khổ và cái buồn của mình nó hết. Ta nhìn qua xung quanh và ta thấy ai đó cũng có một cặp. À, hình ta chưa có cái này, ta chưa thử cái này, ta phải thử cái này. Bởi vì hình như là họ đang hạnh phúc với cái cặp, cái người mà họ thương. Ta thấy hình như là họ đang vui, họ ở với nhau. Mà thế gian này ai cũng có người như vậy hết. Cho nên ta bắt đầu tìm một người như vậy. Nếu nữ thì tìm nam, nam thì tìm nữ. Để chi vậy? Ta chỉ mong là ta hết cái buồn mọi khổ này bằng cách là em cho tôi mê, em cho tôi say, okay. Em cho tôi quên luôn kiếp tù đày. Em cũng giống như là một cơn thuốc nghiện, okay. Em cũng giống như là một bữa ăn. Em cũng giống như là một cái cảnh đẹp. Em cũng là một đối tượng công cụ. Để chi vậy? Để cho tôi mê, tôi say. Để cho tôi say thì không biết nhớ, và mê thì không biết buồn.
Vậy thôi. Khi mà ta hiểu được điều đó thì cái sân có tham mình nó bắt đầu nó bớt bớt. Bởi vì cái sân có tham là cái gì? Lúc nào cũng nương tựa ở bên ngoài. Mình không hài lòng với nó. Biết là bây giờ mình tách ra khỏi nó thì bớt cái điều kiện nó làm cho mình tham sân đi á. Cái phim trường mình không có ở trong đó nữa, mình không có diễn những cái cảnh mà hơn thua được mất, làm cho người mình thích không thích ABCD. Mình ra khỏi cái phim trường đi. Ok, mình bắt đầu ở vào cái một cái nơi khác là chùa nè, đi khóa tu nè. Chùa, đi khóa tu hay là đi vào những cái nơi yên tĩnh, sống với những con người bắt đầu có tỉnh thức. Tức là sao? Bắt đầu mình rời khỏi những cái gì? Những cái phim trường mà hàng ngày mình diễn hoài, cái cảnh tham với sân mà họ có, mình có. Hàng ngày mình cứ bước ra là mình đánh cứ 3 phút, ngày nào cũng 3 phút mà không biết nó hôi hay nó thơm, mình cứ 3 phút làm với. Hàng ngày mình cũng làm như vậy mà mình không có biết. Đó là cái phim trường. Cái phim trường diễn cái cảnh tạo tác nghiệp. Bây giờ mình muốn làm trong hành động có tỉnh thức, ra khỏi cái phim trường đó, ở với những con người tỉnh thức, bắt đầu hành động của mình chậm lại, nhẹ lại, đánh cái răng cũng tỉnh thức, nói cũng ý thức rõ ràng, nín cũng ý thức. Khi mà tiếp xúc quan hệ, ăn uống đi đứng tự động, nó có một cái ý thức lạ lùng. À, cái biết đó là cái thứ mà được gọi là tu tập. Thế à, thì như vậy á, thì cái đời sống tâm linh mình mỗi ngày nó mới lớn lên. Ok không? Đây, mua Phật.